Chào mừng anh chị đến với kênh của tôi. Và hôm nay một phần được khá nhiều anh chị quan tâm, đó chính là thầy hướng dẫn thêm những cái cách sử dụng những hợp âm tăng và những hợp âm 6 cũng như là ly điệu. Thì nhân tiện một cái bài mà tôi có hướng dẫn cho rất nhiều anh chị về phần đệm hát, thì ở trong bài này tôi có sử dụng rất nhiều những hợp âm, sử dụng ly điệu cũng như là hợp âm tăng và những hợp âm 6 cho bài Tình Khúc Cho Em, là một cái bài rất hay của nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Đây là một cặp đôi với rất nhiều bài hát rất hay tại Đà Lạt cũng như ở Sài Gòn những năm 70, 80, 90 ha. Thì bài này là một bài rất là kinh điển và có rất nhiều nốt lặp đi lặp lại. Và ở đây có phần điệp khúc này. Đô la 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 son la la đô 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 re re đô 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 re re đô đô. Rất nhiều nốt lặp đi lặp lại đây, và ở trong này thì tôi sử dụng những cái gọi là một hình thức ly điệu chuyển giọng tạm. Ví dụ từ đô trưởng, bài này giọng đô trưởng, và khúc này tôi chuyển giọng pha trưởng. Thì anh chị nhìn thấy này, tôi dùng đô trưởng lên si giáng bắt rê và lên đô bắt mi để về pha trưởng này. Đây người ta gọi là công thức 4-5-1 của giọng pha trưởng. Đây người ta gọi là một hình thức ly điệu, tức là chuyển giọng tạm thời. Thì ở đây nó có nốt lặp lại này, nốt la này, đô la 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 son, bốn nốt la. Nếu mà chúng ta giữ pha không được ta đi ra ra ti ta, nếu rất nhiều người thì người ta sẽ dùng nó pha trưởng để về re thì nó rất là bình thường, ti ra 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 ra. Nhưng khúc này chúng ta có thể sử dụng những âm tăng và những âm 6 để làm gì? Để thay đổi màu sắc ở trên nhưng mà chúng ta vẫn giữ được nốt bay. Cái hay của âm tăng là được sử dụng khi nốt bay đứng yên. Các bạn này, pha 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 đó, đây này, pha trưởng pha tăng này, này. Đô la 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 ta la, bạn thấy thú vị chưa? Nốt bay giữ nguyên này, đô lên, đô thăng là âm pha tăng, và lên đây là âm pha pha sáu. Hợp âm 6 thì nó phải có nốt bậc 5 này, đây pha 6 ta ta ra ti ra ti. Các bạn thấy không, nghe rất là thú vị nhé. Vậy tôi sử dụng vừa ly điệu chuyển giọng này, thấy khúc đầu này, son fa mi do re do do, và lên điệp khúc vào re ta ti ta 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 ta. Chỗ này tiếp tục cả khúc đoạn trước nhé, các bạn nhìn này, ở khúc này này, các bạn thấy tôi sử dụng là la đô 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 la son. Các bạn thấy là tại tiếp tục ly điệu là sử dụng cho hợp âm 2-5-1 của Mi Thư. Một bài giọng mà đô trưởng mà tôi đã ly điệu sang pha trưởng, ly điệu sang Mi Thư, ly điệu sang son trưởng, ly điệu sang cả la thứ nữa. Đây, ti ra ra ti ra Mi 7 về la, ti ra Re 7 về son. Các bạn nghe lại từ đầu tôi chơi nhé. Ti ra ti ra đi ta ro ra đi ta đi ra đi ta ra ta đi ra ti ra ro ra ti ti ra ra đi ra ta đi ra ta đi. Và điều khúc này vào ti da 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 ti da. Một cái bài rất là hay của Lê Uyên Phương ha. Thế thì cái hay nhất của những hợp âm tăng thì dùng là khi nốt bay đứng yên anh chị ạ. Và cái hợp âm 6 cũng tương tự như vậy. Và những hợp âm 6 thì các bạn nhìn này, nó sẽ có nốt bậc 5 đi kèm. Đó. Và những cái ly điệu mình sử dụng để mình chuyển giọng tạm này. Nếu mình chỉ bấm la này về Mi Thứ thì nghe nó rất là êm. Nhưng mà chúng ta wow, nghe cái màu đó.
làm cho cái người nghe nó cảm thấy nó có sức hút và làm cho cái phần đệm của anh chị nó sẽ rất là màu sắc ha. Đấy. Thì cái cách mà sử dụng những hậu âm tăng thì tôi thường dùng như vậy, hoặc những cái cách làm intro này. Đó. Đây là đô. Tôi về đô tăng này. Cái hay của những hậu âm tăng đó chính là nốt 7 đứng yên, các bạn hãy nhớ nhá. Với tương tự, và khi lên đô tăng thì chúng ta sẽ lên hợp âm 6. Trong nhạc của Whitney Houston thì cái này rất là nhiều này. Này. Thì họ dùng rất là nhiều ha. Ở trong nhạc Việt thì có rất nhiều bài dùng, ví dụ bài này này, nó làm cho cái giai điệu của anh chị nghe rất là sang, rất là đẹp. Và thêm bên nhạc mà có dàn dây đi thêm nữa thì nó rất là đẹp. Đó, và muốn để đặt như vậy thì đương nhiên mình phải nắm những kiến thức về hòa âm, tại sao lại sinh ra âm giảm, tăng, 7, 9, 11, 13 để làm gì. Và tất cả những cái điều đó nó đều có nguyên tắc hết. Có rất nhiều các bạn cũng hay email về cho tôi là thầy ơi, em học rất nhiều cái kiến thức về hòa âm mà cái kiến thức của em thì vẫn chưa được hệ thống, em không biết một bài cũ mà làm sao cho nó hay, cho nó mới. Thì có thể là cái kiến thức của anh chị, của các bạn học bị góp nhặt, hoặc là bị mất gốc, hoặc là cái phương pháp nó chưa phù hợp. Thì các bạn có thể tìm hiểu về khoa học của tôi, gồm có 5 tập về hòa âm đệm hát từ cơ bản đến chuyên sâu. Tôi lại hệ thống lại cho anh chị, ví dụ cái khúc này đô, tôi sử dụng có một hợp âm đó là đô sus 2 bát mi này, nghe rất là đẹp. Tôi dẫn hợp âm đô sus 2 bát mi để về phá và sus 2 này, nghe nó màu nó khá là thú vị. Thì trong cái khoa học thì tất cả những cái màu sắc đó thì từ 7, 9, 11, 13, sus 2, sus 4 vân vân, tôi đã hệ thống lại và có những cái bài mẫu cụ thể. Và mỗi một bài tôi đều có giáo trình là file PDF cộng với clip bài giảng đi kèm. Và sau mỗi bài các bạn có câu hỏi gì thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Và sau 3, 4 bài các bạn thực hành bài mẫu lại thì tôi sẽ sửa ngón cho anh chị. Thì như vậy nó sẽ rất là chất lượng. Và đặc biệt đây là khóa học trọn đời ha, các bạn học sáng trưa chiều tối, đêm các bạn học cũng được. Mỗi một ngày anh chị chỉ cần dùng 1, 2, khoảng 30 đến 40 phút thôi ha. Thì sau 6 tháng đến 1 năm thì anh chị sẽ thấy cái phần hòa âm của anh chị nó chơi rất là màu sắc, rất là thú vị. Và mọi thông tin về khoa học thì tôi để ở trên website haipiano.com hoặc các bạn email cho tôi. Tôi luôn đồng hành cùng với tất cả anh chị và các bạn. Và cảm ơn chị và hẹn gặp lại. Bye bye.